Thì về định nghĩa đây là sự thông nối bất thường giữa động mạch và tĩnh mạch, và thông qua hệ thống mao mạch thì nó sẽ có một cái sân, cái mạng lưới gọi là sân động tĩnh mạch, là như chúng ta thấy ở đây, thì được gọi tên là nidus. Và cái vị trí thì nó có thể trên não, có thể ở dưới não, thì xin lỗi, đã từng trên lều và đã ở phần dưới lều. Thì về lâm sàng thì rất là nhiều, có thể bệnh nhân nhập viện vì xuất huyết não, xuất huyết não thất, do động kinh, do tiếng kinh, có thể do đau đầu, mà đau đầu có thể là do cái thương tổn này hoặc là một cái đau đầu nguyên nhân khác và phát hiện tình cờ. Về hình ảnh của dạng độc tĩnh mạch trên CT scan thì có thể bình thường nếu như ở thương tổn nhỏ, nếu mà bình thường có thể chúng ta thấy được có mạch máu mà ngoài đầu tròn hay trong mật độ, có thể chúng ta sẽ thấy vôi hóa trong 25-30% trường hợp. Và những cái thuốc thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy cái mạch máu và bắt thuốc phản ứng mạnh. Như từ nào đây chúng ta thấy một cái hình CT scan không sao thuốc tiêm thuốc thì dường như là ở đây không thể nào chẩn đoán được đó là cái gì, không thể chẩn đoán được ta có cái vôi hóa và có cái gì đó nó đang bệnh đội ở đây. Thì sau tiêm thuốc thì ở đây chúng ta thấy hình ảnh mạch máu hoàn toàn và cái to nhất thường đó là tĩnh mạch giãn to chứ không phải là động mạch. Hình ảnh cộng từ thì có thể gọi là rất là đặc trưng và có thể là dùng như một tiêu chuẩn để chẩn đoán hiện tượng tĩnh mạch. Thì chúng ta sẽ thấy một cái ổ mạch máu hoàn toàn có cái tín hiệu trống, chúng ta còn gọi là cơ voi trên T1 và trên T2. Thì ở đây cái định nghĩa của nó là một cái túi, một cái con sâu màu đen chạy lòng hoàng ở trong đây, thì đây là cái ổ nai rớt của chúng ta. Và sau chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh tĩnh mạch giãn to hoàn toàn chạy ngoài này, và khi chúng ta trên hình top 3D thì chuyện như là thành mạch máu chúng ta có thể thấy được để cái tăng tín hiệu và cái mạch máu của chúng ta thì nó cũng tương tự. Từ về mô tả hình ảnh trên hình chuyển tán ảnh chúng ta thì về mặt công tác chúng ta phải mô tả càng nhiều càng tốt, ví dụ như là chúng ta phải mô tả kích thước vị trí ổ nai rớt, cái động mạch nuôi là động mạch nào, cái tĩnh mạch dẫn lưu là tĩnh mạch nào, tĩnh mạch nông, tĩnh mạch sâu, và cuối cùng là có tiếp từ nhân tâm hay không thì cái việc này cũng hơi khó. Và cuối cùng là tác động lưu mô não như thế nào, cái lưu mô não xung quanh nó sao bình thường hoặc là nó có phù thì có thể là sẽ gây ra bệnh nhân bị bệnh kinh hay là có khả năng bị xuất huyết. Đây là một trường hợp mà chúng ta thấy trên cầu những từ như hình T1, trên hình T2, trên hình qua và cuối cùng là sau tiêu thuốc chúng ta thấy cái mổ hai vết hoàn toàn và cái tĩnh mạch dẫn lưu ở đây chúng ta thấy rõ ràng cái mạch dẫn lưu là dẫn lưu trong tĩnh mạch đột trên hay là dẫn lưu tĩnh mạch nông và cái VSA để chứng minh sau đó thì chúng ta thấy rõ ràng cái mổ thương tổn của chúng ta. Ở trường hợp thứ hai đây trên CT scan gần như ở đây chúng ta thấy có một thương tổn nhưng không thể nào xác định đó là cái gì, mà chúng ta thấy cái tăng động độ và có một cái xíu vôi hóa bên trong thì tổng thể nó sẽ giúp chúng ta rất là dễ dàng. Tổng thể chúng ta rất là dễ dàng trên T2 thì chúng ta có thể xác định rất dễ dàng đây là một cái hình dạng một tĩnh mạch và đây là hình ảnh cái top 3D không cần phải tiêm thuốc trên T1 và cuối cùng là T2. Chúng tôi biết qua cái bệnh loại dạng thứ hai là bất thường phát triển tĩnh mạch. Bất thường phát triển tĩnh mạch trước đây người ta gọi là u tĩnh mạch và hiện nay chúng ta không gọi nó là u tĩnh mạch nữa bởi vì nghe bệnh nhân nghe chữ u nó rất là ghê và cũng vị trí, nhưng bất thường phát triển tĩnh mạch là theo định nghĩa là nó là một tĩnh mạch dẫn lưu có vị trí bất thường đi xuyên qua nhân mô não, nhưng về cấu tạo nó là thành mạch bình thường và thực hiện chức năng dẫn lưu bình thường, nó không có nguy cơ gây xuất huyết và không xử trí gì hết. Không triệu chứng gì hết, cho nên thường khi chúng ta nói u mạch máu, u tĩnh mạch thì người ta nghĩ đến một triệu chứng. Còn cái bức tường các triệu chứng mạch thì chúng ta không triệu chứng gì hết, bởi vì nó thực hiện chức năng dẫn lưu bình thường. Nếu chúng ta mổ lấy nó đi thì có nghĩa là thực hiện nhân sẽ bị cái nhồi máu tĩnh mạch, và cái bức tường các triệu chứng mạch thường hay kết hợp với u mạch giãn hang, có một cái tỷ lệ cao trong đó. Thì hình ảnh của bức tường các triệu chứng mạch thì người ta hay gọi là hình ảnh con sứa, cái Medusa, đây là con sứa và đây là bà Medusa. Chúng ta có thần thoại không vậy? Về trên hình ảnh CT scan thì thường là gần như là không bao giờ phát hiện được cái CT không đáng quan. Một vài trường hợp giống tôi là nếu chúng ta thấy bất hợp với u mạch giãn hang và nếu mà xuất huyết thì có thể gặp. Trong trường hợp nếu mà cái tĩnh mạch chúng ta bị huyết khối bởi vì đó là tĩnh mạch nên nó có thể có tất cả cái bệnh lý như cái tĩnh mạch não. Và sau tiêm thuốc thì có thể chúng ta những cái nốt tròn và nốt oval trên hình cắt ngang mình dễ sợ cái cắt dọc hình tia tùy theo cái mặt cắt của chúng ta. Đây là trên hình CT scan bình thường một trường hợp. Gần như chúng ta không thấy gì hết và sau tiêm thuốc thì chúng ta bắt đầu phát hiện ra những cái ổ trống, những cái ổ hình như van bắt đầu nó đồng tâm nó đi vào và có cái tĩnh mạch dẫn lưu đi
cái bức thường phát triển tĩnh mạch. Đây là cái hình xe T2 và T1 sau tiêm thuốc. Một trường hợp khác cũng tương tự như vậy, sau tiêm thuốc chúng ta thấy, chúng ta tìm theo cái mặt cắt, chúng ta thấy là cái hình ảnh tĩnh mạch cũng vô lớn và những cái ổ nhỏ, tĩnh mạch nhỏ đi đây vào. Tôi xin qua cái loại cái gọi là cái bệnh tĩnh mạch thứ ba là u mạch chẳng hạn, rồi có những cái tính là cavernoma hoặc là cavernoma. Thì theo định nghĩa đây là một tổ chức có vắt, là các biểu mô mạch máu mỏng bên trong là các cột máu, trong đó máu di chuyển chậm tạo thành huyết khối, và rất là quan trọng là không có tế bào mô não trên giữa, hay là tế bào mô não trên giữa, thì chúng ta có thể gặp ở từng trên lều, từng dưới lều, ở ngoài trục, ở trong trục. Thì u mạch chẳng hạn thì chúng ta ở đây có cái trường hợp là có dựng đơn sắc rất trẻ, nhưng có thể dựng gia đình là như theo có tức là liên quan tới gen lâm sàng, thì cũng như những cái thương tổn về giảm máu não khác có thể gặp động kinh. Đây là cái u mạch chẳng hạn có thể gây xuất huyết, bệnh nhân yếu chi đau đầu hoặc là chẩn đoán phát hiện chậm chờ, như đã nói trên u mạch chẳng hạn có thể là bất thường kết hợp với là bất thường phát hiện tĩnh mạch. Về hãng CT scan thì có thể âm tính trong 30-50 giờ. Trường hợp nếu sắp gặp thì chúng ta có thể phối được chấm chút chỗ dạng tròn là oval, có thể tăng nhẹ mạnh độ, có thể vô hóa bên trong. Thường thương tổn rất không bắt thuốc đã qua hoặc là bắt thuốc nhẹ. Và chúng ta đã biết là tỉnh mạnh chúng ta sẽ gặp cái bất thường phát triển tỉnh mạnh đi kèm. Ở đây là một trường hợp CT scan không cảnh quan và sau tiêm thuốc thì không có gì thay đổi. Về hình ảnh động từ thì thường là nó rất là đa dạng, thì trên hình mà không có biến chứng thì cái phần trung tâm của thương tổn nó không có đồng nhất, phụ thuộc vào cái thành phần máu bên trong có thể là oxyhemoglobin, oxyhemoglobin hay beta globin, và chúng ta có cái hình ảnh rồi ta hình ảnh bất nổ, tức là từ trắng về đen hoặc là theo tiếng Anh thì bất nổ hoặc theo tiếng Pháp thì là biến tiêu. Thì biến tiêu thì cái phần viền ngoại vi trên T1 như trên T2 thì thường là có cái viền giảm tín hiệu, còn trên T2 radio thì thường là giảm mạnh tín hiệu, tức là cái hình rất là đen. Và trên hình mà không có biến chứng thì thường là không có tiền não và không có đủ biến chứng chỗ rõ rệt. Là cái trường hợp này trên CT scan dạy trên cộng từ chúng ta thấy là cái hình gọi là tổ gọi là tín hiệu không đồng nhất, được có trắng được có đen vậy, và có cái viền là viền giảm tín hiệu, và trên T2 ra đang eco thì hoàn toàn là đen. Trường hợp thứ hai ở đây trên T2 trên T1 chúng ta thấy có trắng có đen và hỗn hợp như vậy, và có cái viền giảm tín hiệu ở bên ngoài, đây cái viền giảm tín hiệu và trên T2 đây đang eco rất là đen, thì người ta nói là hình nó giống như cái hình bốc nổ, hình bốc nổ tức là nó hỗn hợp vừa trắng vừa đen. Và thì cái hình này nó gọi hình thứ tiêu, không có chữ chân mà này chỉ hình thứ tiêu, tức là vừa trắng vừa đen. Thì trường hợp khác cũng tương tự, chúng ta thấy một cái khuôn mặt chẩn đoán ở trên ở phần cầu não, bên trái cầu não ở đây trên plan, đây là T1 có thêm thuốc, T2 đang đang eco, T1 và T2. Thì ở đây vấn đề đặt ra là trước một cái khuôn mặt chẩn đoán chúng ta có từ thuốc hay không, thì về mặt công tác là T1, T2, T2 và T2 đang eco là gần như chúng ta có thể chẩn đoán xác định từ những trường hợp khó. Thì nếu mà nó thì vấn đề là tiêm thuốc hay không, cuối cùng một vài bác sĩ thì chỉ nói hẳn yêu cầu tiêm thuốc, một vài bác sĩ nói hẳn không tiêm thuốc. Thì vấn đề của tiêm thuốc là thường chúng ta được cấp tìm hiểu coi xem có cái bất thường phát triển tĩnh mạch kế bên hay không, bởi vì nếu mà trường hợp của cô mà chẳng hạn mà có chuyện mổ thì cái bác sĩ phẫu thuật viên họ cần phải tránh cái bất thường tĩnh mạch phát triển kế bên, thì thường là cái tiêm thuốc là cái mục đích là như thế.
rồi sẽ gây ra chúng ta là cái hơi nhức đầu chút xíu là chân thường. Cái thương tổn này trên trên âm tính, trên T1 thì gần là âm tính, trên T2 thì cũng gần như là âm tính, nghĩa là không xác định được. Nhưng mà trên T2 đang hay tôi chúng ta chú ý kỹ thì